Som chun rieng nitien khmae rieng nitien pi chkae srok muay mien pralao dok srong chen pi kek te lok phie buon. Mien nitien tha mien so no srok muay bao te leng pray ban khoen chkae pray muay rup skom cho neu ti muay. Tớp chôl tớ thơ bạc đệ xoăn thả kết, xô tổ tù tam phía xa. Hai xôm khní thơ chi mật, chai sọc xô tớ thả. Mất rốt xì chân châm chi vật sọc ngày ní, táo nhăn bàn bò rịp bố rứ át thật khát nả tớ. Chai bầy có tọp thả. Xâm lạnh ơi, nhóm anh ní chi chít sát bầy rốt xì đòi cầm lăng khuôn anh. Chút nà bàn bò rịp bố tớ, hai chút nà có rốt bông bàn có ọt tớ. Ai chai sọc có bà bùa thả. Nè mật ơi, mật ái nơ bấy ất miên kia chân châm dàng ní, chỉ tí lùm bà bịt nà. Bà đủ chân nế, mất tên nơ nâng ní khnhôm ai sọc, cứ nơ chì môi nâng khnhôm ní cho. Ní khnhôm ai ní, quát chất lọ nà. Quát ai bài trấy chùm nấy bò rì phốc chì bà gọt đây. Chai bấy lư đô chân nó có xua tơ thả. Cho cách cả rồi bót nghe nè ai nú ta bà bà tơ dàng nà khá. Chai sọc có tọp thả. Nhi khnhom nú phô miến kích cao vây chi tùm ngôn tì, cứ kế pra ở đích nơi chăm phát mùi. Cứ cao ná kế tư lên bởi nú, trao dương tư nâng kì. Mớ cao về lìa chuối đánh khám sạch mà rực xem xinh. Bán nó một ai kì mùi, nè mất, kích cao rồi vô lìa dương ní miến tè bì bà cao bà nọ anh. Rút có xị bái cho ai thay có đế tư. Ai chai bởi lư đô chân nó có tọp thả. Ào, các ni anh ta bần nế, nú là môn nâng thừa cả ban. Tại thả, rồi bỏ hỏi với đàn bẹn nâng cò mật anh nì hả? Chai sọc có chlai bạp thả. Ồ, ní kì hào thả bà lâu nà xâm lanh. Ừ, bà lâu kì chong cò nè anh ní ta đâm bây ở vầy đại tứ. Nè xâm lanh, bà lâu ní, cứ kì chong đâm bây chùm nằm thả chưa rồi bỏ kì. Ừ, bà đủ chân nó, luôn nè anh ní miên mà chá ế sẵn lưu cà bà là hai. Tớp kì chong bà lâu ní đòi xâm quà thả chưa rồi bỏ kì. Chi hai xâm lanh, thoa mặt đa sát, miễn kê chi nè dụ lời các bạn ní, tại cái đấy sốc chất kê cả ná, đâm bóng bà nông cung nông trâu ẩm bánh các bà, khăn ông ca nông anh phùng khán lai. Nà hơi cho xâm lanh, luôn khá nhóm nê chi sở nọ bấy, ất bây mi nô ná chi nè dụ lời các bà tê. Rốc xì trò á, tam chất ất quập côn dục chất, rư kran chất nô ná lai. Ách xa bánh rốc á hà, đói lông piang cầm lăng khuôn anh, bán tích á sài tích, bà xân bà bàn chả đàn vĩnh, có á sài bàn chả đàn tư, chỉ cá ít nghe cho vài tam chất sạp bài, chóng đi cậu đề tử, chóng tư nà bọc nà cậu tử tư, mình chăm bạch chăm bạch đấng chăm lia kê oi lùm bạc. Nè xâm lãnh, thoa mặt đa sát miễn kê chân châm ní, miễn xích đầy sốc cài cậu bật hai, khi nhóm thật tùa skoal. Bà rù ní kê chui ca bìa dưỡng bì kê đầy ăn rái, khi nông cao đa miên bọc mà đò mà đông. Tại chùm này à hà vĩnh, cứ nâu lơ kê tiếng ớ. Bà kê chong ai về liền nà cậu bàn, à sài về liền nụ tư, tốc chức luôn, cát khuyên nà vây dàng nà cậu đào ý, kê có bùm bàn, áo khi nông cao đa khó bê nụ lai. Cứ kê ai tại khu nông bêl bực là nghịch bà nọ anh. Kết tớ khuyên thả, áp ra lao chong còn ní, chỉ cá nôm ai chong ít có khu luôn anh. Su khu nhóm anh có nơi tốt tê ni chỉ chiêng, tam chất khu nhóm chỉ chiếc chai bởi cho. Khu nhóm anh mình chắc bàm bà lao, ai bọn có khu nhóm nụ tê xâm lanh. Chai bởi thả đô chân nô hỏi, có lia chai sọc tớ căn lùm nâu át ma vinh hồng. Rương ní ban chia kẹ tế, trâu trăng bọc cùl miên kê ni dụ, nâng bọc cùl ất kê ni dụ. Đô chai bầy bồ mộc nụ hời, nâng bồ châm bồ tài bò lao mà giang bán kháng cường ế sả dô tàng lai. Miên sinh nhạc bạch rư mê đài tra tăng chia đàm. Bồ côl miên dô sạ bẹp bạc đạp cài uột khní, xo xa khní khnông lô cây nì. Tại cường á phê rà nạ bồ cư bà lao nì, cư chia cường nôm ai cầm rạc chất, ai sả vâng dô tư xem xình. Nẹ miên bà nhà cô trẻ rì phì chà rà nà tơ tàm kẹ tệ thò vân chò. Lúc nè niếng nâng bà dâm bật nè sạp chà tì cổ rụp nâng chà tì mẹ trấy. Bạt nè cư chì rưu nì tiên khám ai dương mũi đạp đò nơi kẹ tệ ọp rôm tẹ tôn tờ nâng. Bộ cô đài miên kê nì dụ nâng bộ cô đài miên kê nì dụ. Miên nè thà bộ cô đài miên kê trụ trá hay nâng bộ cô đài miên kê trụ trá. Anh chức bộ cô tiếng pin nì bà sân bà dương kịch mơ tớ. Bộ cô đài thật lọ bà xa nâng miên sạch hiệp chinh kê. Cư chì bộ cô đài mần miên nè nâu bì lơ. Miên thà quạt ở ai kẹt chán. Quạt trơ ca hộp cư hộp. Quạt trơ ca bò rịp hộp. Quạt trơ ca xâm ra chất cư
ពីអ្នកដែលមានគេនិយុចឹងអ្នកដែលមាននិយុគឺត្រូវតែគោរពទៅតាមអ្វីដែលគេបញ្ជាឬក៏អ្វីដែលទៅតាមការអារម្មណ៍របស់គេនៅពេលដែលគេពេញចិត្តគឺបានសេចក្តីសុខឬប្រៀបដូចជាឆ្កែស្រុកនេះអញ្ចឹងកាលណាតែគេពេញចិត្តគឺគេឲ្យហូបទៅបាទកាលណាតែគេភ្លេចគឺក៏គេភ្លេចទៅអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងនេះគឺជាគតិមួយដ៏ល្អសម្រាប់លោកដានៀងបាទបានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតផងដែរសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តនៅសេរ
subscribe ឬចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏លោកអ្នកអាចចុច like ឬក៏ comment ដើម្បីបញ្ជាក់ជាមតិយោបល់បានផងដែរសូមខំថាជួបប្រិយមិត្តលោកនាងជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗខណៈនេះខ្ញុំបានសូមអរគុណសូមគោរពលាជូនពរលោកអ្នកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង